Thưa quý vị, dự báo ngày mai, nhiệt độ miền Bắc sẽ còn tăng thêm là bởi trong ngày mai, vùng thấp nóng sẽ hoạt động sớm và mạnh hơn. Bắc Bộ trời nắng gắt từ sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai trên toàn vùng sẽ dao động trong khoảng từ 36 đến 37 độ. Các điểm như Sông Mã, Yên Châu, khu vực Hòa Bình và cả thủ đô Hà Nội là những nơi có nhiệt độ cao xấp xỉ mức 38 độ. Nắng nóng cũng quay trở lại với các tỉnh miền Trung nhưng chậm hơn so với Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, nóng mới chỉ xuất hiện ở khu vực phía Bắc Trung Bộ. Sang ngày mai, vùng nóng sẽ trải dài suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định, với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng, vì thế mai trời còn nắng sớm nhưng nhiệt độ chưa đạt ngưỡng nóng, ở mức trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Còn ở phía Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động, chiều và tối mai, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục lặp lại những cơn mưa rào và dông. Trong đó một số nơi ở phía Nam của Tây Nguyên và cả Nam Bộ là nơi gió Tây Nam hoạt động mạnh, vì thế có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tuy nhiên, trong ngày mai, khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều, cả hai khu vực phía Nam vẫn còn nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 33 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trên biển, ở khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, chiều và tối mai có mưa dông làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Còn với khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió nhẹ, mưa vài nơi và biển lặng. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.